công ty cổ phần nước sạch sông Đà có bổn phận chính bảo vệ nguồn nước. Bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có bàn bạc với phóng viên xung quanh vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà. Theo ông Ninh, thông tin công bố của công an tỉnh ông nắm được, đến nay, cơ quan công an vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Lý Đình Vũ, Nguyễn Trương Đại sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám là nghi phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ, ông Ninh nói. Trước câu hỏi, thế hệ có một xe tải dầu thải đã gây khủng kinh rất lớn như vậy rồi và nếu không có biện pháp chi tiết bảo vệ nguồn nước thì sau này có thể không còn là dầu mà chất độc khác sẽ ra sao? Trả lời câu hỏi, ông Ninh cho rằng đây là vấn đề kiểm soát, bảo vệ nguồn nước vào, thuộc bổn phận của công ty. Hiện toàn bộ khu vực hồ, nhà máy, dào kinh 16 km vuông và đây là cả một khu vực rất lớn nên cần kiểm soát kém xuyên. Cần lắp camera để theo dõi, giám sát, bởi có đưa lực lượng công an ra giám sát cũng không thể nào có lực lượng lớn để theo dõi một khu vực rộng như vậy. Do đó, công ty nước phải kiểm soát đầu vào. Trách nhiệm của công ty nước phải được nâng cao, tất cả nguyên liệu sản xuất cần được đảm bảo, ông Ninh nói. Trong vụ việc sông Đà, theo thông tin Hà Nội cung cấp thì công ty nước sạch sông Đà biết được việc xả dầu thải nhưng không công bố và với những kết quả đã xảy ra, một số ý kiến đại biểu Quốc hội, luật sư đặt vấn đề có thể lưu ý xử lý hình sự đối với doanh nghiệp. Nêu khái niệm về vấn đề này, ông Ninh cho hay, hiện cơ quan điều tra đang làm, việc này phải do cơ quan điều tra xác định. Bây giờ đã khởi tố vụ án rồi nên phải do bên điều tra xác định chứ không thể nói hình sự hay không hình sự, ông Ninh nêu và nhấn mạnh, sự việc xảy ra mức độ nghiêm trọng như vậy thì phải xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm về sau để đảm bảo nguồn nước. Về việc người dân có nên kiện doanh nghiệp cung cấp nước ra tòa sau vụ việc này không? Ông Ninh nêu khái niệm, ông chưa thấy có việc kiện và ở đây sẽ tùy theo mức độ, người dân thấy thế nào? Tuy nhiên, ở đây, công ty đã có nhiều biện pháp cung cấp người dân trong việc cấp nước lại, xử lý đầu nguồn, ông nói thêm. Trước một số thông tin cho rằng, nhà máy nước sông Đà đã báo cho chính quyền Hòa Bình về vụ xả trộm dầu thải nhưng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng địa phương chậm. Ông Ninh cho rằng, khi thu được thông tin, cán bộ huyện tỉnh đi xác định ở các vị trí đó. Về sau, đơn vị có thuê trung tâm ứng phó sự cố môi trường xử lý và dừng cung cấp nước. Tôi cũng gặp anh Tuấn và nói rất băn khoăn, bởi trên tất cả thông số đều không có gì nên họ thế hệ không dừng cấp nước nhưng như người dân phản ánh mùi khét ở nước rất ghê. Chính tôi đến điểm bên ngoài nhà máy thấy mùi khét như cao su cháy và mùi rất khủng khiếp, ông Ninh nêu. Lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch sông Đà có để dành lời xin lỗi. Trong cuộc họp báo, đại diện của công ty nước sạch sông Đà chưa xin lỗi mà cho rằng, sau khi có kết luận cuối cùng sẽ xin lỗi, thậm chí, nói mình là nạn nhân chịu thiệt hại lớn. Phóng viên đã đề nghị ông Ninh nêu khái niệm về vấn đề này. Trả lời câu hỏi, ông Ninh nhấn mạnh, theo tôi, đã cung cấp nước sạch phải đảm bảo chất lượng nước cho người dân. Khi chưa đảm bảo thì trước hết phải nhận bổn phận là người cung cấp nước cho người dân. Bây giờ công ty nói bản chất một số số liệu vẫn đảm bảo nhưng người dân phản ánh nước đó có mùi khét thì mình phải chịu bổn phận. Trước câu hỏi, cá nhân ông có thấy đại diện công ty đầu tư nước sạch sông Đà để dành lời xin lỗi không? Ông Ninh cho rằng. Thực ra là do họ. Người đại diện ở cuộc họp báo ở Hà Nội, anh Nguyễn Văn Tốn, tổng giám đốc công ty nói là người làm thuê còn tại Hòa Bình là phó giám đốc đến theo tôi dự đoán anh này khả năng, bổn phận chỉ đến mức độ vậy thôi. Lãnh đạo tỉnh ủy Hòa Bình thông tin thêm, hiện tỉnh đang có hướng đề nghị làm sao là nước mặt sông Đà thì họ phải lấy ở nước mặt sông Đà là chính. Họ phải bơm từ sông Đà lên và có bể chứa, sau đó, thế hệ bơm lên lọc, chuyển về Hà Nội. Tuy nhiên, đây thế hệ là hướng của tỉnh sẽ đề nghị.